Thấy nó bận đâu. Cho nó hơi tối tối đã. Hello mọi người. Hello mọi người trong livestream. Mọi người ơi, mọi người thấy thì mọi người comment lên nhá. Hello, xin chào. Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người thấy Huyền trong livestream, mọi người comment cho Huyền chào mọi người nè. Mọi người đã ăn cơm chưa? Hello. Nhìn trong này mình đen nhỉ. Hello Ngọc Nguyễn nha. Hello chị Ngọc nè. Chị là anh á, chị đúng không? Hello mọi người. Mọi người ơi, mọi người thấy Huyền, mọi người comment lên nha. Hi. Lâu ngày mới live stream bên này. Có nhiều chắc mọi người quên em luôn rồi. Cái gì đây? Chị Túc, chị Túc ngày hôm nay nghỉ nha. Chị Túc hôm nay có việc bận nên là nghỉ mấy ngày. Em chào Tiến Hoàng. Hello Tiến Hoàng nha. Hello mọi người trong live stream. Mọi người ơi, mọi người thấy Huyền, mọi người comment lên để cho Huyền chào mọi người nè. Chị Túc mà mốt thứ hai chị Túc mới lay lại nhá. Chào Thích Như Bảo, chị chào em nha. Hello mọi người thấy Huyền, mọi người comment lên để Huyền chào mọi người nè. Có ai thấy Huyền trong live stream không? 40 người. Hello mọi người, giờ này chắc mọi người đi làm về rồi đúng không? Xăm ngực đẹp. Cảm ơn Ngọc Anh nha. Cảm ơn anh Bạch Nguyễn nè. Hello anh luôn nha. Hello mọi người trong livestream. Mọi người ơi, mọi người thấy Huyền, mọi người comment lên nha. Comment để cho Huyền chào mọi người, thấy mọi người và chào mọi người nha. Để rồi chúng ta sẽ chơi mini game và nhận quà cực kỳ là hấp dẫn nè. À, chị Túc hôm nay không có like nha, có kính nam. Xịn không em có nha Ngọc Ba ơi. Kính xịt kính gì bên em cũng có hết. À anh Nguyễn Nam ơi. À, em không phải là chị Túc đâu. Chị Túc thứ hai mới like lại nha. Túc đây có việc bận nên là em like dùm nhé. Hello mọi người trong livestream. Mọi người muốn mua kính gì thì tí nữa Huyền sẽ lên kính cho mọi người nè. Mọi người thấy Huyền, mọi người comment cho Huyền chào mọi người nha. Em có hai cái loa to thế. Cảm ơn sát thủ Hào Hoa nha. Điều đó thì ai cũng biết rồi. Em chị Túc mà, chả to à. Mấy cái kính kia là còn có từng này thôi. Hello mọi người, em xinh quá. Cảm ơn anh Trung Hiếu nha. Anh cứt cái gì mà anh cứt anh Đức ơi. Xin y chị Túc, là em gái chị Túc mà. Hello mọi người trong livestream nè. Rồi mọi người ơi, mọi người ai thấy mình mọi người comment lên nha. Hello mọi người, loa em nhập hả? Đúng rồi, loa em là loa nhập. Loa em là loa nhập nên nó bự bự như vậy đó. Nó bị vượt size. Mọi người thấy Huyền, mọi người comment lên nhiều lên nha, nhiều nhiều lên nha. Ai thấy Huyền, mọi người comment lên để Huyền chào mọi người nè. Loa em là loa nhập mà. Loa nhập nó bao giờ nó còn to hơn là loa Việt Nam ấy. Loa Việt Nam nhỏ lắm. Chị Túc với em là loa nhập mà. Em chào Chu Văn Tới nha, mua kính à. Mua kính gì? Đợi em một tí nha, địa chỉ ở đâu vậy em? Là địa chỉ của em là ở 436 C27 đường 3 tháng 2, thành phố Hồ Chí Minh nhá. Quận 10 thành phố Hồ Chí Minh nhá. Hello mọi người trong livestream này, mọi người thấy Huyền, mọi người comment lên để Huyền chào và gọi tên mọi người nha. Kêu tên anh thức cái. Ăn gì có ăn Làm gì có ai tên thức, chỉ có tên tới à. Em thấy có anh tới thôi chứ chả thấy ai tên thức cả. Hello mọi người trong livestream nè. Mọi người ơi, mọi người comment lên đi để Huyền chào mọi người nha. Chị cảm ơn Linh Hoàng. Hello em luôn nha. Có kính nào mắt to không em? Kính mắt to là kính mặt to hả? Anh có nha. Mặt nhỏ, mặt to, mặt gì cũng có nha mọi người. Có tráng gương chưa? Có tráng gương chưa? Hết rồi nha Nam ơi, chưa về em ơi. Bữa sau nha. Mua kính khác đi, nhiều kính đẹp mà. Cần gì phải kính tráng gương? Kính nam, kính nữ, kính đầy đủ luôn nha. Kính nam, kính nữ, kính độ tuổi nào cũng có nha mọi người. Con nít, người lớn, người già gì cũng có hết nha mọi người. Kính nào bên em cũng có cả. Em chào An Nguyên nha. Hello An Nguyên nè. Mọi người ăn cơm trưa chưa?
Em mới ăn một tô cơm to để nạp năng lượng và livestream này. Rồi, mình bắt đầu chơi mini game nha cả nhà ơi. Mình tại em mặt anh to. Có nha anh Đức ơi, có này, đợi Huyền tí. Tí nữa Huyền lên kính mặt to cho anh Đức nha. Có mặt nhỏ không ạ? À? Có nha Nguyễn Nam ơi. Mặt to mặt nhỏ gì cũng có này. Nhưng mà bây giờ mình chơi mini game rồi nha. Chơi mini game rồi nè. Mấy ngày không thấy, hôm nay thấy mập hơn nhỉ. Bữa nay em mập hơn, em cũng thấy như vậy nữa. Chào Ngân Hải nha. Có kính nữ chưa em? Có nha Trung Thành ơi, kính nam kính nữ gì đều có hết nha. Rồi mọi người bắt đầu chơi mini game với Huyền nha. Ăn gì khó ăn nhất, ăn gì khó ăn nhất là mọi người xem live stream vào 10 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai và comment đáp án. Ăn gì khó ăn nhất và mọi người ăn gì khó ăn nhất. Anh ở 20 Lê Thánh Tôn đây, kể anh chứ. Ai mà biết anh ở đâu, chị nhà này xinh vậy. À cảm ơn Phạm Lợi nha, cảm ơn Lợi nhá. Rồi mọi người ơi, mọi người tham gia mini game nhớ xem live stream vào 10 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân và comment đáp án nha. Nếu như mà bạn nào mà may mắn ngày hôm nay trả lời đúng, mọi người nhớ phải để ở chế độ công khai nha. Bạn nào mà trả lời đúng Huyền sẽ tặng ngay cho bạn đó một chiếc kính cực kỳ là xịn bên Huyền luôn. Đây, quà ngày hôm nay Huyền sẽ tặng mọi người đó là một chiếc kính Porsche. Kính này là nam đeo được, nữ cũng đeo được nha. Kính này thì có giá là 700 ngàn. Tặng ngay cho bạn nào trả lời đúng và xem livestream vào 10 hội nhóm cùng một lần lên trang cá nhân đều ở chế độ công khai, comment đúng nha. Comment đáp án đúng, Huyền sẽ tặng ngay một chiếc kính có giá 700 ngàn. Chiếc kính Porsche full nộp, full khăn, bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn nha. Kính cực kỳ là đẹp luôn, kính này có giá là 700 ngàn nha. Rất là đẹp, bao đẹp cho mọi người luôn. Rồi mọi người tiếp tục comment đi ạ, mọi người tiếp tục comment đi nhá. Ăn gì có ăn nhất, ăn gì có ăn nhất. Kính này hết hàng, bắt đầu bị chảy á, Huyền sẽ tặng kính khác cho mọi người nha. Huyền sẽ tặng kính Lacoste này cho mọi người nha, kính nó bị chảy với hết mất rồi. Túc về nghỉ hưu rồi, đúng rồi, Túc về nghỉ hưu rồi nha. Ăn bù tạt. Hello mọi người comment đi ạ. Đáp án ngày hôm nay là gì? Ăn gì khó ăn nhất? Ăn gì khó ăn nhất là mọi người? Cực kỳ là dễ, cực kỳ là dễ luôn. Mọi người phải xem live stream vào 10 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai và comment đáp án ngày hôm nay. Mọi người bạn nào mà chơi bên game mà không xem live stream, không xem live stream thì sẽ không được nhận quà đâu nha. Cái đó là hệ thống bên Huyền sẽ kiểm tra, hệ thống kiểm tra nên mọi người phải xem live stream trước khi Huyền công bố kết quả nha. Bạn nào mà trúng mini game rồi mới xem live stream là cũng sẽ không được nhận quà nha mọi người. Chị Liên Mai ơi, hàng cực kỳ là tốt, hàng bên em là hàng chuẩn cho mọi người luôn, hàng chính hãng luôn, bảo hành 3 tháng cho mọi người được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nha. Bây giờ bạn nào mà trúng mini game, nam nữ gì đều cũng đeo được nên Huyền sẽ tặng ngay chiếc kính kính Lacoste này có giá là 300 ngàn. Chiếc kính Lacoste này có giá là 300 ngàn cho bạn nào trả lời mini game đúng nha. Nên mọi người nhanh tay comment, share livestream và 10 nhóm cộng một lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai và comment đáp án. Ăn gì khó ăn nhất là mọi người? Cực kỳ là dễ luôn, cực kỳ là dễ luôn. Nếu như mà comment đúng là Huyền sẽ tặng ngay một chiếc kính Lacoste cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang như thế này. Mọi người sẽ được free ship luôn nha. Cái này Huyền tặng là sẽ được free ship cho mọi người luôn, giao hàng tận nhà cho mọi người. Quà tặng nhưng cũng sẽ full nộp full khăn và bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn nhá. Có kính nào đeo để thấy rõ trong khi làm máy cưa không em? Cái đó là kính hàn em, bên em có nhưng bên em chỉ có kính thời trang thôi nha. Kính thời trang chống bụi, chống nắng, chống tia UV nha. Bữa em có ăn rất là chưa đúng nha. Ăn ốc đầu vỏ chưa đúng nha. Ăn sỏi chưa đúng, ăn cướp chưa đúng nha mọi người ơi. Cái phía dưới mấy tiền? Cái phía dưới là cái nào anh Trung Duy Trung ơi? Ăn bưởi chưa đúng nè. Xinh như ao là sao? Chào Tâm Phan nha, hello Tâm Phan. Rồi Tâm Phan ơi, vào chơi tham gia mini game để nhận quà này. Mọi người sẽ được nhận ngay một chiếc kính Lacoste full nộp full khăn này. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn nha mọi người. Đi đâu để mua một chiếc kính mà không mất tiền hả mọi người? Kính này là Huyền sẽ tặng free luôn. Mà mọi người, khi mà mọi người chỉ cần ở nhà bốc máy lên alo một cái là sẽ có người giao hàng cho mọi người. Mọi người sẽ có một chiếc kính cực kỳ là xinh, cực kỳ là xịn để đi chơi, đi xe máy, để chống nắng, chống bụi hay làm kính thời trang selfie luôn nha. Ăn lông ở lỗ chưa đúng này, ăn năng chưa đúng, ăn không nói có chưa đúng, ăn mày chưa đúng. Anh em khó lắm, đúng rồi, anh em cực kỳ là khó nhưng mà chưa đúng nha. Ăn năng cũng chưa đúng nè, anh dùng máy đen trắng làm thế nào để xây được em ơi? Thế thì chịu rồi, thế là không có được nhận quà rồi nha anh Cường ơi. Nhìn em múc ok đấy,
chúc thành công. Cảm ơn anh Trung Duy nha. Chúc em thành công mà chưa thấy anh Duy Trung mua kính ủng hộ cho em bao giờ cả. Ăn người bán kính thì tất nhiên là khó rồi. Sao mà ăn được đúng không? Nhưng mà đáp án này chưa có đúng nha. Ăn gan trời cũng chưa đúng luôn nè. Ăn gan trời cũng chưa đúng luôn nha mọi người ơi. Mọi người tiếp tục cầm ăn đáp án đi ạ. Mọi người sẽ cho mọi người chơi mini game trong vòng thêm 3 phút nữa nha. 3 phút để mọi người cầm ăn đáp án. Nhưng mà bạn nào mà chưa xây livestream vào 10 nhóm cầu một lần lên trang cá nhân thì nhanh tay xây đi ạ. Bên em sẽ có hệ thống kiểm tra. Nên là bạn nào mà muốn nhận quà, muốn tham gia mini game, đầu tiên bước 1 đó là phải xây livestream vào 10 nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Và đừng quên để ở chế độ công khai nha. Để ở chế độ bạn bè là coi như là sẽ không được nhận quà đâu nha. Đó nên là mọi người phải nhớ Thu Huyền xây livestream trước khi comment đáp án nha. Ăn tim muối cũng chưa đúng nè. Hình xăm gì á? Tên của em là anh Thanh Long Nguyễn ơi. Khó quá. Thảo Bồ Đề chưa đúng nha. Ăn tỏi chưa đúng nha. Tài Cô Lô Nhuê ơi. Máy đen trắng của anh xem được like mới ghê chứ ngầu vậy. À, máy nào để inbox cho Huyền để Huyền mua vài cái Huyền tặng người thân nha. Chục cái chứ. Điện thoại đen trắng gì mà công hiệu nhiều thế. Có thể xem được livestream mới ghê chứ. Anh em bán hàng tất nhiên là phải có rồi. Ăn đấm cũng chưa đúng nha. Ăn ở cũng chưa đúng nha Trầm ơi. Mọi người nhớ xây livestream rồi chơi mini game nha. Bạn nào chưa xây thì nhanh xây livestream nè. Chỉ còn 2 phút cuối cùng thôi. Chỉ còn 2 phút cuối cùng để mọi người comment 1-1. Không em ơi, em không biết cái điện thoại đó. Ăn ở chưa đúng này chị Bích Tuyền ơi. Ăn ở cũng chưa đúng nha chị ơi. Ăn không khí chưa đúng nha Ngọc Hân ơi. Ăn ở Thất Đức cũng chưa đúng nè. Ăn cấp là ăn gì hả Thông Điệp Vàng ơi. Ăn cấp là ăn gì. Ăn trí óc cũng chưa đúng nha Cô Lô Nhuê ơi. Càng sai nha, sai bét sai nhè rồi. Ăn tiền cũng chưa đúng nha Văn Đôi ơi. Chưa đúng nè anh. Mọi người nhớ tham gia mini game và xây livestream, chia sẻ livestream vào 10 ổ nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Đừng quên để ở chế độ công khai. Và comment đáp án nè, chỉ còn 2 phút cuối cùng cho mọi người comment thôi. Ăn cấp cũng chưa đúng nè. Ăn lông ở lỗ cũng chưa đúng. Ăn kính thì càng không đúng mà ăn xin thì càng không đúng nữa. Ăn CUT cũng chưa đúng nha Trang ơi. Cái này thì ai mà ăn được. Có bị điên mới ăn cái đó thôi đúng không? Ăn không cũng không đúng nha. Ăn không cũng không đúng nè mọi người ơi. Ăn năn cũng chưa đúng nha anh Phú Quang ơi. Nguyễn Du ơi sai rồi nè. Ăn sẹ cũng chưa đúng nha anh Đức Lâm ơi. Ăn đạp cũng chưa đúng nè. Ăn mặn cũng chưa đúng nha anh Cường ơi. Ăn ở chưa đúng nha Tài Nguyễn ơi. Chưa đúng ca ca cái gì hả Gánh Thiệt. Cười cái gì vậy. Ăn không ngon cũng chưa đúng nha. Rồi mọi người không trả lời được ạ. Đáp án ngày hôm nay đúng không? Cực kỳ là dễ luôn mà không trả lời được à. Ăn em có ăn nhất đúng rồi. Tất nhiên là phải có ăn rồi. Dễ gì mà ăn được em đúng không? Rồi bây giờ nha, nếu như mà mọi người không trả lời được, Huyền sẽ bật mí cho mọi người nha. Ăn thịt em là khó nhất là ăn mày. Chưa đúng ăn năn, chưa đúng ăn nồi ngồi trong ngứa cũng chưa đúng luôn nha mọi người ơi. Mọi người chả có ai comment đúng cả. Ăn đạn cũng chưa đúng nè. Ăn đạn cũng chưa đúng luôn nha. Ăn kính cũng chưa đúng nè. Ăn gái thì càng chưa đúng, ăn gái dễ ăn chứ sao lại khó. Nói chuyện riêng của em ơi, cảm ơn anh Thiệt Tánh nha. Ăn mức đắng nhiều người ăn ghê lắm nha, ăn kêu là ăn ngon đấy nhá. Chỉ có nhiều người không ăn được thôi. Ăn ớt chứ đúng, cũng chưa đúng nha. Chị Huệ. Vậy thôi nha, bây giờ mọi người chơi game mà không chia sẻ livestream nhá. Nãy giờ chưa ai chia sẻ. Nãy giờ mọi người chơi mini game mà mọi người không xây livestream thì làm sao mà mọi người nhận được quà? Mọi người phải xây livestream thì mọi người mới có quyền chơi mini game chứ. Huyền đã nói với mọi người rồi, phải xây livestream vào 10 ổ nhóm cộng một lần lên trang cá nhân thì mọi người mới được chơi mini game và mới có cơ hội nhận được quà nha mọi người. Mấy hôm trước là có nhiều bạn là comment đúng nè, nhưng mà lại không xây livestream để chế độ công khai nên là cuối cùng cũng không nhận được quà luôn. Đó, mình may mắn nhưng mình không chịu khó thì mình cũng sẽ không được nhận quà. Mọi người, nếu như trong một chương trình mini game mọi người phải thực hiện đủ các bước thì mọi người mới có cơ hội nhận được quà nha. Mọi người chỉ cần thiếu một bước thôi là mọi người đã bỏ qua cái cơ hội. Mình nhận được một chiếc kính cực kỳ là xịn bên em rồi. Mà trong khi Huyền sẽ free ship cho mọi người luôn. Mọi người chỉ cần ở nhà thôi, nhìn, nghe điện thoại và nhận quà thôi đó. Nên mọi người đừng, nếu như đã may mắn thì đừng có quên xây livestream nha. Ăn lá xoan chưa đúng, ăn cước chưa đúng nha. Quát xíu đây, cảm ơn em này, em chơi livestream và chơi mini game nhận quà nhá. Ăn em cũng chưa đúng nha anh Minh ơi. Ăn học chưa đúng này Hùng Nga, ăn quỳt chưa đúng, ăn không ngồi rồi chưa đúng mọi người ơi. Diệu Nguyên là con gái, con trai mà ăn nói tục tiểu dây trời. Mình không có nhóm thì sao? Không có nhóm thì mình chịu rồi Bích Tuyền ơi. Bởi vì chương trình mini game phải xây vào 10 nhóm cộng một lần lên trang cá nhân để ở chế độ công khai thì mọi người mới được chơi mini game nha. Cái này là ai Huyền luôn luôn nhắc với mọi người rồi, phải xây livestream. Đó là các bước của chơi mini game, ai mà không xây là sẽ không được nhận quà nha.
Ăn lá ngón là lá ngón là chỉ có mì mới tính ăn lá ngón thôi, chứ còn ăn lá ngón chắc không ai ăn đâu, ăn là chết chết toi lên, lá ngón có độc với nha. Ăn kính chưa đúng này, ăn ăn cờ ư tờ chưa đúng nhanh nam Nguyễn ơi. Ơ thế anh em dễ hả? Khó lắm nha anh Minh ơi. Bởi vì là anh em cũng khó, nhưng mà đáp án ngày hôm nay không phải là anh em. Anh em mà ai ăn được đúng không? Cái này thì đương nhiên là không ăn được, thì đương nhiên là khó ăn rồi. Rồi mọi người tiếp tục cầm bao nhiêu cho mọi người 1 phút cuối cùng để xây live stream và 10 hội nhóm còn một lần lên trang cá nhân và tham gia mini game nhé. Anh chị nào mà muốn chơi mini game, muốn nhận quà thì nhanh tay cầm ân, nhanh tay cầm ân và đừng quên xây live stream cho em và 10 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Ăn hai trái bưởi của em tất nhiên là anh sẽ không ăn được rồi, thật là duyên quá em ơi. Em cảm ơn anh Thiện Tánh nha, anh Thiện Tánh xây live stream và chơi mini game để nhận quà bên em nha. Ăn thịt chưa đúng này Thùy nhỏ ơi, gợi ý có mấy từ đi em, có hai từ nha mọi người, có hai từ nha, có hai từ mà thôi. Mọi người không cầm ăn được thì thôi, hết giờ cho mình đi game rồi, Huyền sẽ công bố kết quả luôn đây. Thế đây cực kỳ là dễ luôn mà mọi người không cầm ăn được, đó là ăn đòn, kết quả là ăn đòn nha. Em cảm ơn anh Đức Lâm luôn. Ăn ốt chưa đúng là mọi người, đáp án của ngày hôm nay đó là ăn đòn nha. Có rất là nhiều từ có ăn nhưng mà đáp án của ngày hôm nay đó là ăn đòn. Rồi bây giờ nếu như mà mọi người không trả lời đúng, món quà này Huyền vẫn tặng, nhưng mà sẽ chơi cho mọi người một trò chơi trong vòng 1 phút. Đó là bây giờ là 12 giờ 1 đúng không? Trong vòng 1 phút mọi người xoay livestream về trang cá nhân để ở chế độ công khai và comment cho Huyền chữ ăn đòn. Ăn đòn nha mọi người. Mọi người comment chữ ăn đòn và xoay livestream ở chế độ công khai. Đó là để chế độ công khai trên trang cá nhân nha. Hệ thống bên Huyền sẽ kiểm tra vào giờ vào giây mọi người xoay livestream để so sánh với cách lần Huyền công bố kết quả nha. Mọi người nhanh tay xoay livestream về trang cá nhân nha. Bây giờ Huyền bắt đầu tính giờ này. Bây giờ Huyền sẽ bắt đầu tính giờ nha. Bạn nào chưa xây livestream thì nhanh tay xây livestream và comment cho Huyền dòng chữ đó là ăn đòn. Ăn đòn nha mọi người, ăn đòn nha, rồi bắt đầu. Đúng 1 phút nha mọi người, đúng 1 phút nha. Cái gì trời? Rồi bây giờ Huyền bắt đầu nha. 1 phút cái gì vậy ta? Được không? Đã điện thoại anh rồi. Đây 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 rồi. Rồi bây giờ bắt đầu nha. 1 phút bắt đầu, mọi người comment cho Huyền chữ ăn đòn. Ăn đòn và xoay livestream về trang cá nhân để ở chế độ công khai. Nhanh tay comment ăn đòn đi mọi người ơi, để Huyền lướt comment xem bạn nào sẽ may mắn nhận được một chiếc kính có giá 300 ngàn, chiếc kính Lacoste bảo hành 3 tháng phu đồ full can cho mọi người đã. Và đặc biệt mọi người sẽ được nhận free luôn, free ship ra hàng tận nhà cho mọi người. Hả? Không phải giống quá. Chỉ có ăn kem không? Nhai mà là sao thường thôi ơi. Mọi người ơi, mọi người xem livestream đi ạ. Thả bồ đề ơi, em nhớ xem livestream về trang cá nhân để chế độ công khai nha. David Phương ơi cũng vậy nha mọi người. Lê Nhi cũng vậy này, Quách Hoàng Quyên cũng vậy nha. Lê Nhi ơi, mọi người nhớ xem livestream về trang cá nhân để chế độ công khai rồi hắn cầm ân nha. Bởi vì Huyền sẽ có hệ thống kiểm tra xem xây livestream của mọi người cộng với là cái giờ công bố kết quả là nó chênh lệch hay không. Nếu như xây livestream trước khi công bố thì mọi người sẽ được nhận quà, còn không là mọi người sẽ không được nhận quà đâu ạ. Ăn đòn chưa đúng nha. À quên nhầm, à ăn chim chưa đúng đâu hai công tử ơi. Rồi bây giờ mà còn cầm ăn chim là thế nào? Rồi bây giờ là hết 1 phút rồi, bây giờ em sẽ lướt cầm ăn nha. Mọi người nhìn nè, em ở Đắk Lắk nha. Rồi bây giờ mình sẽ lướt cầm ăn nè. 5 4 3 2 1 Lê Nhi nha mọi người, bạn may mắn ngày hôm nay đó là bạn Lê Nhi nha. Bạn Lê Nhi này mọi người nhìn đây nha, avatar của bạn Lê Nhi này tên là Lê Nhi nha. Rồi kiểm tra giùm em bạn Lê Nhi để xây livestream trước khi em công bố kết quả chưa? Kiểm tra giùm em với ạ. Rồi bây giờ Huyền bắt đầu bán hàng nha mọi người ơi, bây giờ Huyền bắt đầu bán hàng nha. Một kính đầu tiên ngày hôm nay Huyền lên cũng là một kính Lacoste luôn, là một kính mà Huyền đang bán cho mọi người có giá là 300 ngàn. Một kính này thì nó có hai màu, đó là màu trà và màu đen. Kính Lacoste này nó có hai màu là màu trà và màu đen. Mã của chiếc kính này là L35 nha. Chỉ có hai màu này thôi. Mẫu này bên Huyền chỉ còn có vài chục cái thôi, nên mọi người bây giờ Huyền sale sập sàn cho mọi người luôn nè. 300 ngàn một cái, nhưng ngày hôm nay 10 người đầu tiên xem livestream về trang cá nhân, 10 người đầu tiên xem livestream về trang cá nhân và comment cho Huyền mã là L35 M35 cho chiếc kính Lacoste cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn này. Trong của nó là trong thủy tinh hữu cơ, chống chảy chống sức cho mọi người. Mọi người khi mua hàng sẽ được tặng hộp, tặng khăn,
và bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn, giao hàng tận nơi, mọi người sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Quảng cáo cái gì là chính? À, cái này là Huyền bán hàng nha mọi người. Bây giờ Huyền đã bắt đầu chuyển qua bán hàng rồi. Kính này có giá là 300.000. Chỉ có 10 người đầu tiên sẽ live stream về trang cá nhân, Huyền sẽ giảm 50%, chỉ còn 149.000 nha. Chỉ còn 149.000. Kính này cực kỳ là xịn, cực kỳ là đẹp luôn. Nam đeo vào thì cực kỳ là sang trọng, còn nữ đeo vào thì cực kỳ là cá tính nha. Em có hai quả kính to, cảm ơn nha. Rồi, bây giờ mọi người bắt đầu chốt đơn cho Huyền cho mã chiếc kính này, đó là L35. Chỉ 10 người đầu tiên xem livestream sẽ mua được với giá là 149.000 nha mọi người. Trong này là trong thủy tinh hữu cơ chống trời chống vối chống xước cho mọi người luôn. Mọi người khi mua hàng sẽ được tặng kèm, khăn này, rồi hộp nha, cực kỳ là sang chảnh luôn nha. Hộp của nó là như thế này. Đây, hộp kính nha mọi người, cực kỳ là đẹp luôn này. Cái này là mọi người sẽ được tặng kèm nha. Full nộp, full can, bảo hành 3 tháng cho mọi người rồi. Bây giờ mình bắt đầu chốt đơn như mọi người. L35 cộng số tại 350.000. Xây live stream về trang cá nhân chỉ còn 149.000 một chiếc. Chỉ còn 149.000 cho một chiếc kính cực kỳ là đẹp như thế này. Nó có hai màu nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đeo màu trà cho mọi người xem này. Huyền sẽ đeo màu trà nha. Chẳng nhìn thấy tay em cầm cái gì. Rồi Huyền sẽ đeo màu trà cho mọi người này. Màu trà này cực kỳ là đẹp luôn. Kính này là kính thời trang, chống bụi, chống nắng, chống tia UV cực kỳ là tốt. Bây giờ Huyền sẽ kiểm tra chống tia UV cho mọi người nha. Chống tia UV chuẩn 400 nên nó có khả năng bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn. Rồi bây giờ Huyền sẽ thử cho mọi người xem nha. Đây, chống tia UV chuẩn 400 luôn cho một chiếc kính Lacoste như thế này. Full hộp, full can, bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Thiết kế của chiếc kính thì cực kỳ là đẹp. Hãng của chiếc kính này là kính Lacoste nha. Kính Lacoste nha mọi người. Chị em nào mà chưa, anh em nào, chị em nào mà chưa có kính thì nhanh tay ring về cho mình một em đi ạ. Kính cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn luôn. Mà giá ngày hôm nay Huyền sale đến 50% cho 10 bạn đầu tiên. Chỉ 10 bạn đầu tiên sale livestream về trang cá nhân thôi nha. Mình đặt một chiếc rồi, ok. Võ sĩ tính Lê ơi, bạn comment cho Huyền là L35 đen hoặc là tràm. Đen hoặc là trà. Cộng số điện thoại nha, đen hoặc là trà. Cộng số điện thoại để Huyền chốt đơn nè. Cảm ơn bạn Anh Linh nha. Võ sĩ tính Lê ơi, bạn comment cho Huyền là L35 nha. L35 cộng số điện thoại có hai màu, đó là màu đen và màu trà. Màu đen cực kỳ là đẹp luôn. Anh Nam nào mà chưa có chiếc kính như thế này thì ring cho mình về một chiếc đi ạ. Cực kỳ là đẹp, bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn. Em chốt cho vô tình một cái L35 đen này. Chỉ 10 người đầu tiên thôi nha mọi người, chỉ 10 người đầu tiên thôi. Bây giờ là 12:07, Huyền sẽ chốt đơn trong vòng 10 phút. Trong vòng 10 phút cho mẫu kính này. Chỉ trong vòng 10 phút và cho 10 người đầu tiên thôi nha. Chỉ trong vòng 10 phút và 10 người đầu tiên. Đến 12:17 là Huyền sẽ chuyển qua mẫu cắt, là Huyền sẽ không sale cho mọi người nữa đâu. 300.000, sale livestream chỉ còn 149.000. Nhiều cái kính về chị Thúy Diễm Huỳnh ơi, 350.000 sale livestream về trang cá nhân cho 10 người đầu tiên và chốt đơn trong vòng 10 phút là 149.000 một cái. Võ sĩ tính Lê ơi, comment cho Huyền là L35 đen hoặc trà. Đen à, hoặc trà cộng số mà nhá. Hả? Em ăn rồi. Anh Lê Cường ơi, một chiếc kính đẹp như thế này có khả năng là chống tia UV chuẩn 400, chỉ có 300.000 thôi mà mọi người. 10 người đầu tiên sale livestream và chốt đơn cho Huyền với giá là với mã là L35 cộng số này sẽ được giảm nha. Sẽ được giảm là chỉ còn 149.000. 149.000 một cái cho 10 người đầu tiên. Bây giờ Huyền bắt đầu chốt đơn rồi. Chỉ trong vòng 10 phút thôi nên mọi người nhanh tay link về cho mình một đen đi ạ. Nam thì Huyền khuyên nên đeo màu đen, nữ thì nên đeo màu trà nha. Nhưng mà mặc dù là màu hai màu này thì nam nữ gì đều cũng được đeo được, nhưng mà nam đeo màu đen thì nó sẽ ngầu hơn, còn nữ đeo màu trà nó sẽ nữ tính hơn nha. Cực kỳ là đẹp, Huyền sẽ đeo màu trà cho mọi người xem này. Anh nào mà có người yêu mới vừa lấy ra mà đẹp không anh Dũng Phan ơi? Anh võ sĩ tính Lê ơi, comment cho Huyền là L35 cộng số thoại để Huyền chốt đơn nha. Anh Lê Cường ơi, kính này cực kỳ là đẹp luôn. Mọi người khi mua hàng sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, giao hàng tận nhà và bảo hành cho mọi người 3 tháng luôn. Không mua à? Em này là em của Túc Túc à? Đúng rồi nha, Độc Toàn Thân ơi. Anh Độc Toàn Thân đã mua kính chưa? Chưa có kính thì mua kính ủng hộ cho Huyền nha. Rồi, bây giờ mọi người sẽ chốt đơn cho Huyền mã của chiếc kính này là L35. L35 cộng số thoại 350.000. Xây livestream chỉ còn 149.000 cho 10 người đầu tiên. Huyền chỉ chốt đơn cho 10 người đầu tiên xây livestream nha. Mọi người muốn mua được với giá 149.000 phải xây livestream nha mọi người. Đây, thiết kế của chiếc kính cực kỳ là đẹp. Đối với chiếc kính màu trà này, ở phần gọng kính thì nó bằng kim loại nha mọi người. Và nó có khứa khứa như thế này, có dòng chữ Lacoste là hãng của chiếc kính. Đây, kính cực kỳ là xịn luôn nha. Cái này á là nó là tròn thủy tinh hữu cơ chống trời chống xước, và kính màu trà này đi ngày đi đêm đều được. Đi ngày đi đêm đều được, đâu phải người trong nghề sao kiểm tra được. Đây nha mọi người, ở cái phần này em thấy em live trên cả. À đúng rồi anh Quốc Cường ơi. Đây,
Nó này, đây mọi người, chống tiêu UV chuẩn 400 luôn. Nếu như mà mọi người ra đường mọi người không chịu đeo kính thì nó ảnh hưởng mắt rất là nhiều luôn. Ví dụ mà đi nắng nhiều quá thì nó sẽ làm mờ mắt và mắt mình yếu dần đi. Nhưng mà khi mọi người, mình lấy hai, lấy màu trà hai chiếc rồi, ok, võ sĩ Tính Lê ơi, cảm ơn cho Huyền là hai chiếc L35 cộng số điện thoại nha. Hai chiếc L35 cộng số điện thoại. Mẫu L35 là mẫu bên Huyền bán chạy nhất, bây giờ chỉ còn đúng có 20 cái thôi. Huyền sale sập sàn cho mọi người là 300.000, sale chỉ còn 149.000. Kính là có rất đẹp mình mua rồi. Cảm ơn anh Minh Lê nha. Cảm ơn anh Minh Lê này. Anh võ sĩ Tính Lê cảm ơn cho Huyền là hai chiếc màu trà, hai chiếc L35 màu trà cộng số điện thoại để Huyền chốt đơn cho anh nha. Riêng một L35 này, Huyền cam kết với mọi người luôn, không có shop nào mà bán cho mọi người một chiếc kính cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn như thế này. Cực kỳ là đẹp luôn nha, cái này mọi người đi ngày được, đi đêm cũng được nha. Riêng màu trà là đi ngày đi đêm đều được này. Đeo vào cực kỳ là đẹp, nam đeo vào thì cực kỳ là sang trọng luôn, nữ đeo vào thì cực kỳ là cá tính nha mọi người. Riêng dòng Lacoste là dòng bán cực kỳ là chạy mà giá của nó cực kỳ là ok luôn. Chỉ có 300.000 mà trong livestream này Huyền sale up cho mọi người luôn. Sale đến 50% chỉ còn 149.000. Bạn nào mà không mua thì đừng có tiếc nha. Không mua thì đừng có tiếc, bởi vì cái mẫu này nếu như mà đã qua rồi thì sẽ không có về lại nữa đâu. Qua rồi là sẽ không về lại mà chỉ còn đúng 20 chiếc nên bây giờ Huyền mới sale cho mọi người. Rồi mọi người tiếp tục chốt đơn cho Huyền, chỉ còn 5 phút để chốt đơn cho mẫu L35 này. Từ này nữa thôi Huyền sẽ chuyển qua mẫu khác. Khi Huyền chuyển qua mẫu khác thì Huyền sẽ không sale lại soi chiếc kính L35 này với giá là 149.000 nữa đâu, mà sẽ bán với giá là 300.000. Rồi ok, em chốt cho chị Tú Nguyên một cái một màu trà này. Rồi mọi người nhanh tay chốt đi mọi người ơi. Đen đeo màu đen, nam đeo màu đen cực kỳ là đẹp, nữ đeo màu trà cực kỳ là dễ thương luôn nha. Thì sẽ đeo màu trà lên đây, còn màu đen lên đây cho mọi người xem. Hả? Nếu như mà mọi người giao hàng toàn quốc cho mọi người luôn, ở trong thành phố Hồ Chí Minh phí ship chỉ có 20.000, ở ngoài ở tỉnh á là sẽ 30.000 và mọi người sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Khi mọi người mua hàng, mọi người sẽ được nhận hàng, kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Nghe Túc nói, nghe Tích Túc nói em hát hay lắm, mà bây giờ em bị đau họng, em hát không nổi anh Dũng ơi. Bữa sau nha. Rồi mọi người tiếp tục cầm mang cho Huyền mã của chiếc kính này là L35, chỉ xem cho 20 người thôi. Muốn mua mà sợ nhìn gái không rõ, cam kết với anh luôn, bình thường con trai mà nhìn gái mình nhìn trố trố như thế này chắc chắn gái nó sẽ ghét, nó sẽ sợ. Nhưng mà khi đeo kính vào đó, mình nhìn gái liếc gái mà đâu ai biết đâu, bởi vì có kính che rồi đó. Đó là một cái lý do mà mọi người nên mua cho mình một chiếc kính, ra đường tia gái dễ hơn, mà nhìn vẫn lạnh lùng, vẫn là trai bảnh trai bao nha, không phải là trai hám gái đúng không? Mặc dù là hám hám lắm, thấy gái là nhìn chằm chằm luôn đúng không? Được free ship không em ơi? Không nha anh Cường ơi, sao mà được free ship được? Cái này Huyền đã sale 50% cho mọi người rồi, free ship cho mọi người xong là tối về nhịn ăn luôn, nhịn ăn là có luôn nha. Rồi mọi người nhớ nha, bạn nào hai chiếc màu trà rồi ok, em chốt cho võ sĩ Tính Lê hai chiếc này. Em cảm ơn anh Huyền nha, cảm ơn anh Huyền nè. Thấy mỗi cái hai thì là sao anh Hậu của Accenter ơi? Ok anh Dũng nha. Rồi mọi người chốt đơn cho Huyền mã của chiếc kính này là L35. Chỉ còn 3 phút cuối cùng thôi mọi người, 3 phút cuối cùng để chốt mã này. Riêng chiếc kính này nếu như mà đã hết là sẽ không về nữa. Nên bạn nào mà muốn chiếc mắt kính bằng Mega AF không? Mắt kính của cái này là bằng tròng thủy tinh hữu cơ, chống trời chống sức và có khả năng chống tia UV chuẩn 400 luôn nha anh ơi. Còn kính nam nào khác không chị? Có nha Thúy Diễm Huyền ơi, còn nhiều em nhá. Đợi chị một tí. Rồi mọi người ơi, chốt nhanh cho Huyền chiếc kính này nha. L35 cộng số lại không đẹp Huyền à, không đẹp không tốt thì qua đây Huyền đền tiền cho luôn nha. Cam kết với mọi người, giá của chiếc kính này là 300.000 mà Huyền sale cho mọi người chỉ còn có 149.000 thôi. Người ta hỏi mua 3 sản phẩm được gì, anh trả lời giúp em thôi. À, mua 3, nếu như mà mua 3 sản phẩm hóa đơn á, nếu như trên 500.000 hoặc là mua 3 sản phẩm thì Huyền sẽ free ship cho nha. Có kính nào nhìn xuyên thấu không em? Ôi kính mà nhìn xuyên thấu thì Huyền không có bán rồi anh Thạch Hoàng ơi. Anh Thạch Hoàng mua một chiếc kính để mang đi chơi hay là đi xe cho đỡ bụi nhá. Cực kỳ là đẹp luôn nè. Mọi người thấy đẹp không? Đó, màu trà là nữ đeo còn màu đen là nam nha. Nhưng mà mặc dù bạn nào mà thích, bạn nữ nào mà thích màu đen cũng được, không có sao cả. Đó là Huyền thấy như vậy thôi. Đó, màu đen dành cho nam thì bao ngầu bao sang luôn đúng không? Mọi người chỉ cần mang thêm một chiếc áo thun hay là một chiếc áo sơ mi đóng thùng vào mà mang chiếc kính này thì vào là bao ngầu bao đẹp bao sang cho mọi người luôn. Ra đường là gái chết rầm luôn á. Rồi nếu như mà không ai chốt mã kính L35 này nữa thì Huyền sẽ chuyển qua mẫu kính khác nha. Huyền sẽ chuyển qua hàng đẹp quá. Hàng đẹp là cái gì đẹp hơn? Em đẹp hơn kính. Nhưng mà mua kính hộ cho em đi anh Đức Phương ơi. Để ý comment của người ta em ơi. Hàng đẹp quá à? Hình như bên này nó không có thấy comment anh Cường ơi. Hàng đẹp quá. Hàng đẹp là kính đẹp hay là em đẹp hả? Mua người em bán không, mua kính trước đi rồi em bán người theo sau nha.
Mua kính rồi Huyền mới bán người, khi nào được giá người là em bán luôn. Rồi bây giờ Huyền sẽ lên một kính khác cho mọi người nha. Bây giờ Huyền sẽ lên dòng Gucci. Hello Thùy Nguyễn nè, à, mua người bán. Rồi mọi người, nếu như bạn nào chốt L35 thì nhanh tay chia sẻ livestream về trang cá nhân và chốt đơn cho Huyền là L35 có hai màu nha, màu trà và màu đen, có hai màu cho mọi người lựa chọn đó, màu trà và màu đen, màu nào cũng đẹp hết. Rồi bây giờ Huyền sẽ lên một mẫu kính cực kỳ là hot, hot trích lắm luôn nha mọi người, đó là kính box này, cũng full nộp full can bảo hành 3 tháng cho mọi người. Trong kính này mọi người cực kỳ là đẹp luôn đó. Mọi người có nhìn thấy thiết kế chiếc kính không? Chiếc kính là phối hợp giữa màu trà, màu vàng và màu đen thì nó cực kỳ là sang trọng luôn, thiết kế đơn giản nhưng mà cực kỳ là sang. Kính này nam nữ đều đeo được và có hai màu là màu trà và màu đen luôn nha. Màu trà thấy mọi người thấy dễ thương không? Giá người bao nhiêu? Giá người thì chưa, em chưa ra được giá anh ơi, khi nào ra được giá là em sẽ hô nha. Nhìn ngực căng đấy, cảm ơn anh Tiến Nghiệp nha. Mà anh Tiến Nghiệp có kính chưa? Chưa có kính thì mua kính ủng hộ cho Huyền nha. Rồi, mọi người nhìn chiếc kính này có đẹp không ạ? Huyền đeo cực kỳ là xinh luôn. Kính này có kính nam gọc to không người đẹp? Dạ có nha Lâm Quỳnh ơi. Kính nam gọc to này, gọc to là gọc này là gọc to rồi chứ gì nữa luôn. Nếu như mà là gọc to là gọc như thế này là gọc to rồi anh nhá. Còn nếu mà gọc nhỏ là nó sẽ chuyển qua những mẫu như thế này. Cảm thấy gọc trung bình. Gọc trung bình à? À, gọc to là gọc đó. Gọc em hết cầm đó. À, em giống Túc quá vậy, có ba con không? Em là em của chị Túc nha. Rồi mọi người, riêng về mẫu kính này thì có mã là 2025. 2025 nha mọi người, cực kỳ là đẹp. Có hai màu là màu đen và màu trà. Thiết kế của chiếc kính cho mọi người, chống trầy chống sức cho mọi người luôn nha. Ở phía trên mặt kính thì có dòng chữ Gucci. Đây là kính Gucci là hãng của chiếc kính nha. Mọi người khi mua hàng sẽ được là full nộp full can bảo hành 3 tháng và giao hàng tận nơi. Mọi người chỉ cần nhấc máy alo thôi là bên em sẽ giao hàng tận nhà cho mọi người. Chị Thùy Nguyễn ơi, kính này cũng là 300.000. Xây live stream chỉ còn 149.000 một chiếc, vẫn full nộp full can bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. À, mọi chỉ mua một hai chiếc luôn đi, cho ông xã một chiếc và cho mình một chiếc nha. Kính này Huyền xem chỉ còn 149.000. Xong kính này là kính Gucci nha, cực kỳ là đẹp luôn. Chị mua màu trà và mua cho anh xã màu đen này nhá, Huyền đảm bảo luôn cực kỳ là đẹp. Nếu như mà mua ba cái Huyền free ship cho luôn nha. Đây hộp kính của nó này mọi người. Mọi người sẽ được tặng kèm hộp kính và khăn lau. Khăn lau để khi mà đi bụi là chúng ta lau. Còn hộp kính nó bỏ vào để bảo quản nha mọi người. Cực kỳ là sang luôn này. Túi này, hộp này là hộp da nha mọi người. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn. Chỉ có 149.000 một cái cho bạn nào mà xây livestream. Rồi bây giờ Huyền bắt đầu chốt đơn nha. Nói từ từ thôi em, chị nghe không kịp. Em nói nhanh quen rồi, sorry chị nhá. Kính này thì có giá là 149.000 nha chị Thùy ơi. Chị mua cho mình màu trà đi, nữ đeo màu trà cực kỳ là đẹp luôn. Còn là mua cho anh xã màu đen nữa. Một kính này chỉ còn sale, em sale chỉ còn có 149.000 một chiếc này. Chỉ có 149.000 một chiếc thôi. Mua 2 chiếc luôn đi chị, bao đẹp bao sang luôn nha. Bây giờ Huyền sẽ kiểm tra chống tiêu UV chống 400 cho mọi người xem nào. Túc nói em hát hay lắm. Sao không thấy comment gì? Em trả lời comment của chị Thùy Nguyễn rồi mà. Chị Thùy Nguyễn có lấy kính này không? Cực kỳ là đẹp luôn nha. Chống tiêu UV chống 400 cho mọi người luôn nè. Sao nó không chạy người ta? Chị có thấy em trả lời không? Chị lấy hai chiếc đi. Lấy màu trà với lại... Lấy màu trà cho mình và màu đen cho anh xã nha. Cực kỳ là đẹp luôn. Mình đeo kính cặp luôn nha chị. Kính này là Huyền bảo hành 3 tháng cho chị luôn. Mọi người khi mua hàng sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nhá. Mọi người ơi, bạn nào trong livestream mọi người xem livestream để mua được chiếc kính này với giá là 149.000 nha. Mã của chiếc kính là 2025. 2025 và có hai màu là màu đen và màu trà. Màu nào cũng đẹp hết nha mọi người. Màu nào cũng đẹp cũng sang. Màu đen thì cực kỳ là ngầu luôn nè. Anh nam nào mà ring về cho mình em này thì chưa có người yêu là đeo kính vào là ngày mai có người yêu luôn đó mọi người ạ. Cực kỳ là đẹp, mọi người thấy không ạ? Cái này là full màu đen cho mọi người luôn. Đen này cực kỳ là đẹp luôn. Trong của nó thì chống trầy, chống sức, chống tiêu UV. Và đặc biệt khi mà mọi người ra nắng mà có một chiếc kính như thế này hỗ trợ thì mắt của chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng đó là mờ mắt, mỏi mắt nhá. Đeo kính vào là sẽ bảo quản được mắt luôn, không có bị bụi bặm hay là nắng nôi gì hết. Cực kỳ là đẹp nha. Và chống thâm quầng mắt nữa, khi mà chúng ta mang vào thì sẽ chống thâm quầng mắt nữa nha mọi người. Ngực đẹp và cảm ơn anh David Phương nha. Rồi, có người yêu luôn không? Chắc chắn là có người yêu luôn nha anh Mích Nguyễn ơi. Không có người yêu thì quay lại tìm Nguyễn nha. Thì Nguyễn cho xin cái mã 2025 luôn. Hai cái, chị Lê Xuân Thu ơi. Chị Lê Xuân Thu comment nhiều không bị ẩn bạn ơi.
Chị Lê Xuân Thu ơi, cảm ơn cho Huyền là 2 cái 2025 cộng số điện thoại để Huyền chốt đơn cho chị Lê Xuân Thu nha. 2 cái 2025 mã là 2025 nha chị Lê Xuân Thu. Hiền rồi, Nguyễn à? Em thấy Hiền Nguyễn. Em thấy cảm ơn. Đó, ok, em chốt đơn cho chị Hiền. Ok, em chốt đơn cho chị Hiền Nguyễn rồi nha. Cảm ơn bị ẩn. Á Huyền. Chị Thùy Nguyễn có lấy kính không chị Thùy Nguyễn ơi? Đeo vào không có bắt đền em nha. Đeo vào mà không có thì qua đây tìm Huyền. Đó, không có người yêu là tìm Huyền nha. Hiền Nguyễn cảm ơn đó, đặt chưa? Chị Thùy Nguyễn đã đặt chưa? Đặt rồi hả? Cho xin hỏi. Chị ok chị Hiền, chị Thùy Nguyễn nha. Chị Thùy Nguyễn cho Huyền xin số điện thoại luôn nha. Chị Thùy Nguyễn cho Huyền xin tố số điện thoại nè. Có xin điện thoại là xin mã. Chị Thùy Nguyễn cho Huyền xin mã luôn nha. Kính này là 300 ngàn, xe chỉ còn 149 ngàn. Lấy mà còn đặt cả số điện thoại rồi. Ok chị Thùy Nguyễn nha, chị Thùy Nguyễn cho Huyền mã chưa ạ? Huyền bị ẩn comment nha mọi người, Huyền không thấy comment của mọi người. Giá mấy vậy? Anh Hầu theo Tuấn Quốc ơi, kính này có 2 màu 300 ngàn. Xe livestream về trang cá nhân Huyền sẽ sale cho mọi người chỉ còn 149 ngàn một chiếc. Có 2 màu là màu đen và màu trà nha. Có 2 màu là màu đen và màu trà. Còn ai lấy mà bị ẩn được không? Chị Lê Xuân Thu ơi, chị lấy màu đen hay màu trà? Chị lấy màu nào thì chị comment cho Huyền với nha. Huyền bị ẩn comment. Kính Huyền đang cầm tay ấy, ok Thùy Nguyễn nhá. Là kính này đúng không? Thùy Nguyễn lấy 2 cái là 1 cái á. Rồi ok chị Thùy nhá. Ôi em hôm bữa đâu rồi? Em hôm bữa hôm nay bận nên là Huyền like dùng, bữa sau chị Túc like nha. Gái nhà ai vừa xinh lại vừa khéo mà chưa thấy anh Mít mua ủng hộ cho Huyền chiếc kính nào. Anh Mít mua một chiếc màu đen bóc à, hãng Gucci này nha. Rồi ok chị Thùy Nguyễn nè. Huyền chốt cho chị Thùy Nguyễn rồi nha. Bị ẩn comment đấy mọi người. Hèn gì ngồi Mít không thấy ai comment hết trơn. Chị Lê Xuân Thu ơi, chị có lấy thì comment cho Huyền mã cộng số lại nha. Mã của chiếc kính bóc này là 2025. Cái này là mọi người khi mua hàng sẽ được tặng hộp này, tặng khăn nha. Hộp của nó là như thế này, phun hộp, phun khăn và bảo hành 3 tháng cho mọi người. Cực kỳ là sang luôn. Mẫu kính này, riêng những mẫu kính như thế này bên Huyền bán cực kỳ là chạy nha. Chống chảy, chống sức cho mọi người luôn nha. Cái phần gọng kính của nó là có dòng chữ Gucci này. Có kính giả cần không? Em không có kính giả cần nha anh Phạm Anh ơi. Em chỉ có kính thời trang chống bụi, chống nắng, chống tia UV thôi. Chứ có không có kính giả cần anh ơi. Anh mua một chiếc kính ủng hộ cho Huyền nha. Em có người yêu chưa em? Dạ em chưa có người yêu anh nha. Em chưa có người yêu nè. Rồi mọi người ơi, mọi người tiếp tục comment cho Huyền mã của chiếc kính Gucci này. Mã của chiếc kính là 2025. Huyền chỉ chốt đơn trong vòng 5 phút nữa là Huyền chuyển mẫu nha. Bây giờ là 12 giờ 22 phút, đến 12 giờ 27 phút là Huyền ngưng chốt đơn về mã 2025. Mẫu này có giá là 300 ngàn. Xe livestream về trang cá nhân để chế độ công khai sẽ mua được với giá 149 ngàn một chiếc, full nộp full can bảo hành 3 tháng, giao hàng tận nhà, được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Em chưa có người yêu, em còn đang dự ý đây này. Đúng rồi nha anh Duy Hải Lê ơi, anh Duy Hải Lê mua cho Huyền một chiếc kính nha. Bạn nào lấy dòng 2025 thì mọi người cứ comment cho Huyền nha. Rồi bây giờ Huyền sẽ lên những dòng kính xịn hơn, VIP hơn. Dòng kính thể thao nha, bây giờ Huyền sẽ lên dòng kính thể thao cho mọi người nè. Đó là dòng kính Porsche nha. Bạn em có kính giả cường? Không có. Bây giờ Huyền sẽ lên một dòng kính cực kỳ là đẹp luôn mà cực kỳ là xịn nữa. Đây là dòng kính bán cực kỳ là chạy bên Huyền luôn nha. Mã chị kính này 58530 nha mọi người. Riêng 8503. Bữa Túc Túc bán 400. Kính nào 400 anh ơi? Rồi mọi người ơi, bây giờ Huyền sẽ qua những dòng kính xịn nhất bên Huyền. Đây là siêu phẩm nha mọi người. Chiếc kính 8503, 8503 này thì có giá là 700 ngàn. 700 ngàn một cái, đây là dòng thể thao nha. Full nộp full can bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. Trong này là trong này là bolero nha. Ở phía trong sẽ được tráng một lớp nano chống chảy chống sức cho mọi người nè. Mọi người có thấy không? Có một anh, vậy anh muốn mua không có người yêu thì bắt đền em nhé. Ok anh không muốn nha. Anh mua mà không có người yêu là qua đây tìm Huyền, Huyền làm người yêu anh luôn nha. Nếu như mà không có người yêu qua đây cứ tìm Huyền. Túc túc đó kìa. Rồi ok em chốt cho chị Thúy Diễm Huỳnh một cái màu đen 2025. Em chốt cho anh Luân Nguyễn một cái 2025. Ưu đãi 19 cây là sao? Anh Luân Nguyễn ơi là cái gì? Huyền không hiểu.
Hộp của chiếc kính Potter là nó như thế này nha mọi người. Hộp của chiếc kính Potter là nó như thế này, cực kỳ là sang luôn. Riêng về dòng Potter thì mọi người đã biết đẳng cấp của nó là như thế nào rồi. Túc túc ra tiếng rồi hả? Em không phải là túc túc đâu. Đây nha mọi người, đây là mã kính là 8503. 8503 là dòng kính Potter, là dòng kính thể thao nha. Kính này nam đeo cực kỳ là ngầu luôn, kết hợp giữa màu vàng và màu đen. Ở phần trong kính sẽ có dòng chữ Potter, kết hợp giữa cầu ngang và cầu cong cực kỳ là đẹp luôn nè. Rồi ok, em chúc cho anh Thành Nam cái 2025, hai cái chứ. Rồi ok, em chúc cho anh Thành Nam rồi nha. Riêng về những cái dòng xịn như thế này, mọi người yên tâm, nó có khả năng chống chầy, chống vỡ, chống sức cực kỳ là tốt luôn. Đúng rồi nha, Thúy Diễm Huỳnh ơi, 149.000 nha Thúy Diễm Huỳnh. Còn qua cái dòng thể thao này, cực kỳ đeo, cực kỳ là trút luôn. Tí đẹp về em, cảm ơn anh Lâm Dũng Lâm nha. Nhưng mà anh Lâm Dũng đã có kính chưa? Chưa có kính thì nhanh tay ring về cho mình một em nha. Mua kính này đi, về là sẽ có người yêu tiền to của em nữa, yên tâm nha. Rồi mọi người nhìn thiết kế của chiếc kính này, khi chúng ta bỏ qua như thế này. Vừa mua túc rồi hả? Em có thấy Diễm Quỳnh chưa? Thấy Diễm Quỳnh không? Có, chốt rồi. Nói tiền ship không em? Nếu như mọi người ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì phí ship là 20.000, còn ở ngoài tỉnh là 30.000 nha mọi người. Mọi người phải xem livestream về trang cá nhân thì mới mua được với giá đó nha mọi người, đó là giá sale 50 rồi. Rồi mọi người, Huyền sẽ giới thiệu qua lại cho mọi người chiếc kính, về chiếc kính thể thao Potter này. Dòng này bên này chỉ còn đúng có 5 cái thôi. Dòng này bên này chỉ còn đúng 5 cái thôi nha mọi người. Cầu kính của nó là cầu kính ngang kết hợp với cầu kính cong màu đen kết hợp với chữ màu vàng và gọng kính màu vàng. À, với cầu kính màu vàng cực kỳ là đẹp. Phần gọng kính đó là kết hợp giữa một miếng cao su như thế này, khi chúng ta mang vào thì sẽ không gây cảm giác đau tai đâu. Sao lời 35 không có khuyến mãi hộp đựng? Có chứ. Cái nào em cũng mẫu nào bên em cũng có hộp đựng và có khăn cả nha. Võ sĩ Tính Lê ơi, bên nào cũng có cả. Nếu như mà L35 là sẽ là hộp này, còn hộp của Potter là hộp này nha anh ơi. Hộp Potter là hộp riêng. Potter này có giá là 700.000, bây giờ Huyền sale chỉ còn 350.000 cho 5 người thôi. Mẫu kính này bên Huyền chỉ còn đúng 5 cái thôi nè. Cô gái xinh quá đi, em cảm ơn anh Khang Anh Gia Lai nha. Anh mua một chiếc kính ủng hộ cho Huyền nha. Hàng xóm ơi, Huyền ở Đắk Lắk nè. Bán anh hai bộ kính của em. Em chỉ bán kính thời trang không có hai, bán hai bộ kính đó anh nha. Huyền sẽ tặng hộp tặng khăn cho anh nha. Võ chị Tính Lê ơi, có mà. Rồi, anh Khang Anh ơi, mua một chiếc kính ủng hộ cho em nha. Gia Lai à, gần làng xóm với bút mê rồi đó. Đây mọi người nhìn nha, cái phần gọng cầu kính này, gọng kính này có màu vàng kết hợp với màu đen cực kỳ là sang luôn. Đây là dòng, đây là hàng kính thể thao nha, hàng kính cao cấp có giá là 700.000, chỉ còn 5 cái cuối cùng nên là mình sale cho mọi người với giá là 350.000 một chiếc. 350.000 một chiếc kính cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn như thế này, chống chầy, chống sức, chống vỡ cho mọi người luôn. Được bảo hành 3 tháng. Nếu như mọi người mua kính về có vấn đề gì cứ liên hệ trực tiếp vào quay em đang like, bên em sẽ giải quyết cho mọi người về cái vấn đề đó, nên mọi người yên tâm nhá. Mọi người sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền cho bên em. Không có người yêu đến hốt luôn bé Huyền về. Ok anh Cường Phúc nha. Không có người yêu là qua đây tìm Huyền ha. Hộp của chiếc kính nha mọi người. Đó mọi người, không đi thì khi không đi đâu mà mua được một chiếc kính đẹp với xịn như thế này mà chỉ có giá 350 đâu. 2025 có chống tiêu UV không chị? Có nhất trí Diễm Huỳnh ơi, chống tiêu UV chống 400 luôn em nha. Mẫu kính nào bên chị cũng chống tiêu UV chống 400, nhưng kính như vậy chị mới lấy về bán nhá, để mấy đứa cháu rồi em. Anh Tí Nguyễn ơi, em chưa có chồng luôn, chưa có người yêu luôn chứ đừng nói chồng. Rồi. Mọi người sẽ chốt đơn cho Huyền mã của chiếc kính này là 8503. 8503 cho một kính Potter cực kỳ là đẹp như thế này, mọi người thấy đẹp không ạ? Rất là đẹp và rất là xịn luôn. Trong kính thì miễn bàn luôn, cái này ai mà đeo kính này thì cực kỳ là ngầu luôn. Không anh kia hỏi thì anh bảo vậy. Anh mua chỗ em xin Facebook làm tin mới dám. Rồi ok anh, giá như em hiểu luôn. Ok anh luôn, anh mua đi. Huyền sẽ cho anh Facebook để làm tin nha. Anh cảm ơn cho Huyền mã về chiếc kính này là 8503. Huyền sẽ cho anh Facebook. Nhưng mà nhớ, chiếc kính này cực kỳ là đẹp luôn. Mọi người yên tâm, khi mọi người mua hàng, mọi người sẽ được kiểm tra hàng nha. Anh muốn mua kính dưới thôi. Mua kính trước đi, mua kính này trước đi rồi mua kính dưới sau nha. Riêng về 8503 này bên mình chỉ còn đúng còn 5 chiếc cuối cùng. Chỉ còn đúng 5 chiếc cuối cùng nha mọi người. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn luôn. Mọi người mà bỏ qua chiếc kính này thì đừng có tiếc, bởi vì mẫu kính này bên Huyền sắp gần hết hàng rồi. Mới sale cho mọi người 50% là còn 350.000. Kính này mọi người không đâu, không đi đâu mà mua được với giá là 350 đó. Cực kỳ là đẹp luôn nha. Mẫu của chiếc kính này mọi người nhìn thấy cái hộp là biết cái hộp này nó đẳng cấp như thế nào rồi. Kính này cực kỳ là đẳng cấp luôn. Nó như cái đài mà chưa thấy anh Tấn Huỳnh mua kính ủng hộ cho Huyền nè. Bán kính dưới không? Kính nào anh Vũ ơi? Huyền chỉ bán kính thời trang thôi, còn những cái kính khác là Huyền không có bán nha, nên anh đừng có hỏi nha.
Rồi, mọi người nhìn này, tốt của nó là như thế này. Đó, bể ra bể vào được như thế này. Đây là kính Porter, là dòng kính thể thao, kính xịn nha mọi người. 700 ngàn một chiếc, chỉ còn 5 chiếc cuối cùng thôi. Chúng ta đi chơi này, rồi đi xe hay là đi biển, đi du lịch gì chúng ta cũng mang được. Kính đẹp đấy, kính đẹp đấy, mà chưa thấy anh Dương mua ủng hộ cho Huyền nha. Anh Dương mua ủng hộ cho Huyền một chiếc kính nhá. Riêng của dòng Porter này Huyền đảm bảo với mọi người luôn, không đẹp không xịn qua đây Huyền đề tiền gấp 100 lần cho mọi người luôn nha. Không đẹp không xịn qua đây tìm Huyền ha, yên tâm nha mọi người. Còn có dòng cái hộp đẹp quá, đẹp không anh Cường ơi? Đẹp thì mua một cái để Huyền tặng cho cái hộp nha. Đây, nếu như mà anh nào mà mặt nhỏ mà thích kính mà cái mặt vuông như thế này thì chúng ta sẽ chuyển qua mẫu kính này nhé. Kính này cũng là dòng kính Porter luôn, trong này cũng là tròn bolero chống chảy chống sức cho mọi người nha. Ở trên mặt kính có dòng chữ Porter nhưng mà cái phần trong kính là cầu, trong kính nó vuông hơn. Trong kính này sẽ phù hợp cho các bạn nào mà có khuôn mặt nhỏ hơn nhá. Kính dưới bán không? Kính dưới là kính nào anh Lý Đình Cường ơi? Em cảm ơn anh Tấn Huỳnh nha. Anh Tấn Huỳnh mua kính ủng hộ cho Huyền nha. Em ăn gì mà trắng vậy em? Khen người ta hoài mà chả thấy mua kính ủng hộ gì cho người ta gì hết. Tên của em nha anh Mạnh Nguyễn ơi, em đẹp quá, em cảm ơn anh Trần Tuấn nè. Anh Tuấn mua một chiếc kính ủng hộ cho Huyền nha. Mua kính đi, anh nào mà chưa có người yêu là sẽ có người yêu, có người yêu rồi là về có người yêu thêm nha. Cái này là Huyền cam kết, nếu như không có người yêu qua đây tìm Huyền, Huyền sẽ đồng ý là yêu mọi người luôn nha. Đây mọi người nhìn này, ai mà chơi bán thiếu đại gia mà đi mua thiếu ông trời. Mọi người nhìn nha, cái phần gọng kính của nó là được kết hợp một phần màu nâu, như một phần màu nâu nó giống như là gỗ ép vậy đó. Còn ở phần này sẽ có dòng chữ Porter cho mọi người luôn, cực kỳ là đẹp luôn. Phần gọng kính này không có một chiếc kính này có gọng kính lạ như thế này nhá. Gọng kính của nó cực kỳ là lạ luôn, mọi người có thấy sự khác biệt không ạ? Những cái gọng kính khác bình thường nó sẽ như thế này, nhưng mà đối với kính này thì nó có cái gọng kính cực kỳ là đẹp luôn, có dòng chữ Porter cho mọi người luôn nha. Khi mà mọi người mua bên Huyền, hàng bên này sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền nhé. Hộp của nó là hộp này luôn, hộp của nó cũng là hộp này, mã của chiếc kính là 8819. Mọi người sẽ chốt đơn cho Huyền là 8819. Kính này là 700k, Celestine chỉ còn 350 nha. 350 ngàn cho một mẫu kính Porter như thế này. Kính này là dòng kính thể thao, mọi người có biết xe Porter không? Xe Porter là dòng siêu xe và kính này á là phải nói gọi là siêu phẩm kính luôn nha. Kể đi anh Dũng Phan ơi, mình đẹp mình có thì mình khoe thôi. Người ta nói là đẹp khoe thì xấu chê, mà mình có thì mình phải khoe chứ. Nhiều người muốn khoe mà không có được đó. Anh mua mình hộp thôi được không? Không được nha anh. Em bán kính và sẽ tặng kèm hộp, chứ không ai đi bán hộp cả anh ơi. Hộp này là em sẽ dùng để tặng cho bạn nào mua kính Porter nha. Kính hộp này là hộp dòng cho dòng Porter. Rồi ok anh Phùng Đại nha. Anh Phùng Đại cảm ơn cho Huyền là 8819 cộng số ngoài để Huyền chốt đơn cho anh nha. 8819, 2102 vẫn còn nha anh Đỗ Văn Hà ơi. 2012, 2012 nó vẫn còn hai màu là màu đen với lại màu trà nha. Còn nha anh Đỗ Văn Hà ơi, Hàn là Hân gì đó, Hán à. Em không bán bưởi nha anh Đăng Thưởng ơi. Anh Phùng Đại ơi, anh cầm ăn cho Huyền số điện thoại nữa để Huyền chốt đơn cho anh nha. 2102 thì có hai màu này anh ơi, màu trà và màu đen, anh lấy màu nào hả? Cái này Huyền vẫn còn đi nguyên hai màu cho mọi người luôn nha. Vẫn được full nộp, full can và bảo hành 3 tháng nha mọi người. Này có hai màu ở đây, Huyền đang đội trên đầu này. Chị Túc ốm hả em? Dạ rồi, ok em chốt cho anh Phùng Đại một chiếc 8819 nha. Kính này thì bao đẹp bao ngầu rồi, bởi vì kính này là kính xịn nha mọi người. Giá của nó những là 700 ngàn cơ. Mọi người nhìn thấy cái hộp là mọi người biết, người đã biết là cái kính này nó đẳng cấp như thế nào rồi đúng không ạ? Nhìn cái hộp thôi là biết nó sang như thế nào rồi. Phí ship ở trong thành phố Hồ Chí Minh là 20 ngàn, còn ở ngoài tỉnh là 30 ngàn nha. Bên em sẽ giao hàng toàn quốc cho mọi người, giao hàng tận nhà. Mọi người chỉ cần nghe điện thoại vào nhận hàng thôi. Mọi người sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền, vào em sẽ bảo hành 3 tháng cho mọi người nhá. Kính trong còn không em? Kính trong là kính... À, kính VIP á, 8503 VIP. À, 8503 VIP hả? Còn không em? Để em xem còn không nha. Anh mua hộp về để được cái kính 25 ngàn của anh. Anh đang sỉ nhục em đó là anh đem quý ơi. Anh đang sỉ nhục em đúng không? Mua kính ủng hộ cho em đi, đừng có sỉ nhục người ta như thế. Đấy, cái sao đi. Rồi, bán bưởi anh mua cả kính không nha anh Phương Lương ơi. Trời ơi, nói gì mà bán bưởi em không có bán.
Anh không, vậy mà không thể mua kính cho người ta mà còn sỉ nhục mua mua cái hộp này để về bỏ cái kính 25 ngàn. Kính này là em dùng để bỏ kính gần 1 triệu đồng anh. Cái là để anh mua cái hộp này, kính này, cái hộp này là em tặng cho bạn nào mua kính bên em. Cái là anh mua về anh bỏ kính 25 ngàn của anh. Anh đúng là quá đáng lắm luôn á. Rồi mọi người, bây giờ mọi người chuyển cái mẫu nào đây. Ít bữa nay hết mẫu đúng. Ừ. Mẫu nữ đi. Nữ chả có ai có. Có kính ảo không em? Không có anh ơi. Rồi mọi người, Huyền sẽ lên một mẫu kính này. Kính Gucci màu đen này nha. Kính này nam nữ gì đều 20202, kính trong có không? Không có anh Đỗ Văn Hân. Hân ơi, kính trong đó, kính 2102 là chỉ có màu trà. Màu trà với lại màu đen thôi, anh mua màu trà đi. Màu trà này cực kỳ là đẹp nè. Áo American là sao? Anh lấy màu trà này đi, cực kỳ là đẹp luôn. Đỗ Văn Hân ơi, Hân là Hán gì ta? Em nào không có ra. Đây nha, kính 2120 là kính này anh nhá. Ở đâu, kính này là 2025 rồi. Rồi, Huyền sẽ lên một mẫu kính cuối cùng. Mẫu kính này thì cực kỳ là xịn luôn. Kính này là kính Plan nha mọi người, hãng Plan nhá. Kính này thì xịn nhất bên Huyền luôn, có giá là 900 ngàn. 900 ngàn bây giờ Huyền xem chỉ còn. Anh ơi, kính này. Hello anh Khang, cai Huyền nhá. Kính này là 450 à? Kính này bên Huyền sẽ xem cho mọi người xuống còn 450 ngàn một cái kính plan nha mọi người. Kính này là chống tia UV cực kỳ là tốt luôn nè. Dòng này là dòng cao cấp bên Huyền. Mọi người nhìn cái phần gọng kính nha. Gọng kính của nó mảnh, cực kỳ là mảnh luôn. Ở phía trong được tráng một lớp nano này. Anh chào em, em nói hay quá nà. Mà chưa thấy anh Chí Công võ mua kính ủng hộ cho Huyền. Đây, dòng kính này là dòng kính cao cấp bên Huyền, có giá là 900 ngàn. 900 ngàn một chiếc cho mọi người, kính plan nha. Sau này thì mọi người đã biết nó xịn và nó VIP như thế nào và đẳng cấp như thế nào rồi. Cái phần gọng kính của nó này mọi người, màu đen kết hợp với màu vàng và có phần khứa khứa như thế này nha, cực kỳ là thời trang luôn. Và phần gọng kính ở phía sau thì nó có một phần nhựa và có một cái biểu tượng ở đây, là biểu tượng của hãng kính nhá. Biểu tượng đây là hình ngôi sao. Dòng kính này thì cái phần trong kính của nó cực kỳ là mỏng luôn, nhưng mà nó bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn nha. Mọi người nhìn ha, phần cầu kính này cũng có khứa màu vàng kết hợp với màu đen nha. Riêng về cái dòng kính này thì phải gọi là cực kỳ là đẳng cấp luôn. Kính đẹp người cũng đẹp, mà chưa thấy anh Đăng Nguyên mua kính ủng hộ cho Huyền đó. Nguyễn Đăng Hoàn hả? Đây, chiếc kính này có giá là 900 ngàn. Bây giờ Huyền sẽ sale 3 chiếc cho mọi người luôn. Kính này là kính mới nên là Huyền không có sale nhiều, chỉ sale 3 cái cho mọi người thôi nha. Chỉ giảm giá cho 3 người thôi. Chiếc kính này thì có mã là 270. Chiếc kính này có mã là 270. 270 nha mọi người. Mọi người sẽ cầm ơn cho Huyền mã 270 không? Mã chiếc kính này là 270 nha. 450 ngàn cho 3 người sale livestream. Mẫu kính này hộp của nó là đây. Hộp của chiếc kính này đây nha mọi người. Mọi người nhìn thấy nó có sao không ạ? Hộp của chiếc kính này mọi người thấy không? Có cả thẻ bảo hành và thẻ bảo hành cho mọi người luôn. Đây ha, mọi người nhìn này, chiếc kính này thì là dòng kính xịn bên Huyền, kính VIP nhất bên Huyền, đẳng cấp nhất bên Huyền, sẽ được tặng kèm khăn để lắp kính vào hộp, một chiếc hộp như thế này cực kỳ là sang. Đây là kính plan nha mọi người. Riêng dòng này thì đẹp miễn chê, đẹp miễn bàn luôn. Đeo vào thì cực kỳ là ngầu bởi vì nó là dòng cao cấp. Đây là nó là dòng cao cấp rồi, mọi người nhìn thấy không? Phía trong được tráng một lớp nano chống chảy chống sức và bảo vệ mắt cực kỳ là tốt luôn. Mẫu thùng, thùng phá sảnh. Cái gì em có đánh bài đâu? 270 chỉ có một mẫu này thôi nha anh. 270 nó chỉ có một màu này thôi nha anh Dũng Sa Cơ ơi. Màu đen là đẹp nhất rồi bởi vì màu đen nó vừa dễ mang vừa dễ phối đồ và nó cực kỳ là ngầu lớn. Màu đen là màu của sang trọng nha. Thế là anh nào mà em chỉ sale 3 cái thôi cho 3 người thôi nha mọi người. Mẫu kính này là mẫu kính mới nên em không sale được nhiều, chỉ bán cho 3 người đầu tiên trong livestream này thôi. Mua trong live và sale livestream về trang cá nhân, cầm bân cho Huyền mã là 270 cầu số lại. Kính này là 900 ngàn, sale livestream chỉ còn 350, 900, à quên, sale livestream chỉ còn 450, giảm 50% cho 3 người thôi nha. Kính này là plan nha mọi người, bảo hành 3 tháng mọi người, khi mua hàng
sẽ được kiểm tra. Khuyên đảm bảo với mọi người khi mọi người mua chiếc kính này về sẽ không bao giờ là không hài lòng đâu ạ. Cực kỳ là hài lòng với mẫu kính này luôn. 270 ship về Bình Định tìm 30 ngàn nhanh. Thạch Hoàng ơi, chỉ có 30 ngàn thôi. Ship ngoài tỉnh chỉ có 30 ngàn thôi nha mọi người. Mọi người mua hàng em chỉ giao hàng tận nhà. Và mọi người sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Huyền sẽ bảo hành 3 tháng cho mọi người. Trong vòng 3 tháng kính có gặp trục trặc gì hay có vấn đề gì, mọi người cứ liên hệ với Huyền. Bên Huyền sẽ giải quyết cho mọi người về vấn đề này nha. Nên mọi người yên tâm. Cái phần gọng kính cực kỳ là đẹp luôn. Riêng về mẫu kính Blan này, Huyền cam kết với mọi người luôn. Phần gọng kính của nó là thiết kế cực kỳ là mảnh luôn, nên nhìn nó cực kỳ là sang luôn, không gây cảm giác rườm rà hay gì hết. Nam mang như thế này thì cực kỳ là đẹp. Vậy là tổng là 480 ngàn nha anh Thạch Hoàng ơi. 480 ngàn nha. Hộp của nó mọi người nhìn không? Kính này Huyền chỉ bán cho 13 cái thôi. 3 cái là giá là 450 thôi nha. Em nói rất hay, anh rất thích em nói, nhưng mà chưa thấy anh Công mua kính cho Huyền. Anh Công mua một chiếc đi. Anh Công muốn mua kính như thế nào thì cứ cầm bên Huyền sẽ tư vấn kính cho anh nha. Kính giá tầm khoảng bao nhiêu này, hay là mẫu kính tròng tròn hay tròng vuông hay như thế nào thì anh cứ nói, Huyền sẽ tư vấn cho anh nha. Anh Thạch Hoàng ơi, anh Thạch Hoàng lấy cái này đi. Cái này là giá của nó là 480 ngàn. 480 ngàn mà phí ship của nó là 30, là quên, 450 ngàn, phí ship là 30 là 480. Rồi ok, anh Thạch Hoàng cho Huyền xin thêm cái mã của chiếc kính này nha, là 270 nhá. 270 cộng số ngoài Huyền với chốt đơn được cho anh nha. 270 cộng số ngoài, kính này mình chỉ bán cho 3 người thôi nha. Anh này Hoàng cho Huyền thêm mã nhá. Rồi, nếu như không ai lấy kính này nữa thì Huyền sẽ chuyển qua kính khác nha. Huyền sẽ lên một mẫu kính mà Huyền đang sale rồi này. Kính này thì có giá là 350 ngàn. Kính này là kính thời trang, nó có hai màu là màu rêu và màu đen. Rồi ok, em chúc cho anh Thạch Hoàng được nha. Anh Thạch Hoàng ơi, anh Thạch Hoàng nhớ sale live stream để được mua với giá là 450 nhé. Bây giờ mình sẽ lên một mẫu kính cuối cùng, là mẫu kính Lacoste cực kỳ là đẹp này. Mọi người thấy không, màu này là màu rêu nha, cực kỳ là hot luôn. Nếu như mà là màu rêu là màu độc nha, bởi vì kính thường là sẽ là màu trà và màu đen. Riêng mẫu kính này nó có màu rêu cực kỳ là đẹp luôn, rêu mà rêu tối nữa nha mọi người. Phần gọng kính này màu vàng nha mọi người. Kính này tròng của nó bình là tròng trung, nên là mang vào không gây cảm giác to mặt đâu, nó đeo vào rất là gọn mặt luôn đó. Có dòng chữ Lacoste và biểu tượng con cá sấu ở đây. Tròng này là tròng thủy tinh, tròng thủy tinh hữu cơ luôn, tròng thủy tinh hữu cơ. Tròng này là tròng thủy tinh hữu cơ, mà tròng thủy tinh hữu cơ thì có khả năng chống chì và chống sức và cực kỳ là tốt nha mọi người. Huyền đeo lên cho mọi người xem này, màu rêu này mà bạn nữ đeo, bạn nữ nào đeo vào cũng cực kỳ là đẹp hết nha. Cái này là kết hợp giữa màu vàng và màu rêu, bao sang chảnh luôn. Mọi người thấy không, Huyền đeo vào, trong kính này nó nhỏ nên là khi mà các bạn đeo vào là trong mặt của mình rất là gọn luôn. Cái phần gọng kính, cái phần gọng của tròng kính nó chỉ đến đây thôi. Mọi người nhìn thấy không? Kính bình thường nó sẽ kéo dài đến hết phần tròng kính, nhưng cái này nó chỉ có nằm một nửa thôi. Đó, rất là thời trang, rất là tin luôn. Anh nào mà thích trẻ trung năng động thì đánh ring về cho em mình một em này nha. Mã của chiếc kính này đó là 8301. Kính này Huyền cũng đang sale cho mọi người luôn. Kính này là 350, xe chỉ còn có 149 ngàn. 149 ngàn, hai màu là màu rêu và màu đen. Màu rêu thì cực kỳ là độc rồi. Anh nào mà mua kính rồi thì mua thêm một cái nha, bởi vì phí ship 500 ngàn. Khi nào có hàng, nếu như mà anh ở ngoài tỉnh là 3 đến 4 ngày là anh sẽ nhận được hàng nhá. 3 đến 4 ngày anh ạ. Còn nếu như ở Hồ Chí Minh là 1 đến 2 ngày là mọi người đã nhận được hàng rồi. Rồi, bạn nào chúc cho Huyền mở áp của chiếc kính này đó là mã 8301. 8301 cho chiếc kính Lacoste này nha mọi người. Cực kỳ là đẹp, cực kỳ là xịn luôn. Kính này thì Huyền cam kết với mọi người, mua về là sẽ cực kỳ là hài lòng luôn. Bởi vì giá của nó thì rất là ok, mà phần trong kính của nó thì cực kỳ là đẹp, cực kỳ là sang luôn. Chả có ai mà không đeo được chiếc kính này cả, nam đeo được, nữ cũng đeo được. Xem 270 đi. Ok anh Son Cống đi. Về riêng về hàng 270 là hàng kính xịn bên em nha. Đây nha mọi người, kính 270 em bỏ đâu rồi ta. Đây, kính Blan nha anh ơi. Đây nha, chiếc kính 270 đây, em sẽ cho anh nhìn rõ này. Chiếc kính này cực kỳ là đẹp luôn, nhìn trong kính nó có thể nhìn xuyên này. Đó, có soi gương được luôn nha mọi người, nhìn soi gương được luôn. Rồi cái phần như thế này, cái góc kính của nó là kết hợp giữa màu vàng và màu đen. Đây nha anh Song Cống ơi, anh Minh Đăng ơi. Kính 270 đây anh ạ, cực kỳ là đẹp luôn nè. Đó, Huyền sẽ cho anh nhìn thấy rõ hơn về cái phần chiếc kính. Huyền đeo lên nha.
Ngầu không? Rất là đẹp luôn. Riêng về mẫu kính này là Huyền cam kết với mọi người luôn. Kính này có giá là 900 ngàn. Huyền bán cho mọi người 3 cái để mọi người làm quen với mẫu này. Mẫu này thì Huyền cam kết là cực kỳ đẹp, cực kỳ là xịn luôn. Mẫu này là mẫu kính hot lắm luôn mọi người. Riêng về dòng Porter với dòng Plan này thì nó là những mẫu kính mà cực kỳ là hot và cực kỳ là xịn luôn. Nhìn cái hộp không thôi đã thấy nó sang chảnh rồi. Nhìn cái hộp công thôi mọi người có thể so sánh giữa một hộp kính 300 ngàn với một hộp kính của chiếc kính 900. Nó cực kỳ là khác luôn nha. Túi kính của nó cực kỳ là xịn luôn này. Ở phía trong có giấy, có hộp bảo hành cho mọi người luôn, có khăn này. Em đeo gì mà không đẹp mà chả thấy anh mua. Kính này là 900 ngàn, Huyền sale cho 3 người với giá là 450. Với điều kiện anh Minh đăng sale livestream về trang cá nhân, Huyền sẽ giảm 50% cho anh Minh đăng nha. Kính này chỉ còn 450 ngàn một chiếc. Huyền bảo hành 3 tháng cho anh luôn. Khi mà Huyền giao hàng, anh sẽ được kiểm tra hàng rồi mới thanh toán tiền. Phần gọng kính sẽ có một biểu tượng của Blan ở đây nha mọi người. Biểu tượng ở đây là hình ngôi sao tròn tròn như thế này. Và cái phần gọng kính thì nó có khứa khứa như thế này, kết hợp giữa hai màu là màu vàng và màu đen nha. Đó. Mọi người đừng bỏ lỡ qua mẫu kính này, Huyền cam kết luôn. Riêng với những anh nào mà đẳng cấp, biết chơi kính này, biết về đẳng cấp kính và hay đeo kính thì sẽ không bao giờ là mà không biết đến dòng kính Blan này, đúng không ạ? Rất là đẹp luôn. Cầu kính của nó cũng khác biệt so với những cầu kính khác nữa. Mọi người nhìn những cái cầu kính bình thường ha. Anh mua mấy bữa trước rồi. Ok, vậy là mua cho chị Túc Túc đúng không? Mà chưa thấy mua cho Huyền nha. Đó, mọi người có thể nhìn thấy hai chiếc kính nó khác biệt nhau hoàn toàn luôn. Một 1900 và một 1300 thì nó khác nhau hoàn toàn nha. Đó. Rất là đẹp luôn. Anh Minh đặng lấy cái này đi. Mang đeo cực kỳ là ngầu luôn nha. Dòng này là dòng top, dòng xịn bên Huyền luôn á anh Minh đặng ơi. Cái này bên Huyền Huyền cam kết với mọi người luôn, không đẹp Huyền không lấy tiền. Mua hàng về mà không như Huyền nói, qua đây Huyền đền tiền cho luôn nha. Anh Minh Đặng lấy cái này đi để Huyền chốt livestream nha. Mọi người phải mua trong livestream và sale livestream về trang cá nhân thì mới được giảm 50% nhá. Anh ơi, em bấm nút hủy cho em được không? Tại vì bên lá em không có nút nào mà hủy cho luôn á. Dạ. Rồi, mọi người ơi, còn bạn nào chốt mã của chiếc kính 270 nữa này? Có kính nam vuông màu đen không em? Có anh ơi. Có mẫu kính này nè. Anh thích là kính nhựa hay kính tròng nhựa hay là tròng bolero? Nếu như mà Huyền thấy đẹp á, nếu như mà kính vuông tròng nam á thì nó có mẫu này cực kỳ là đẹp này. Kính này nó nhìn cực kỳ là ngầu. Kính này cực kỳ là ngầu luôn này anh, dòng Porter. Anh thấy có đẹp không? Kính này được không? Anh Toàn ơi. Chứ mà dòng này, dòng Porter là dòng bán cực kỳ là chạy bên Huyền. Dòng Porter, dòng Plan là những dòng kính cực kỳ là hot luôn. Dòng này cực kỳ là ngầu luôn nha, đeo vào như xã hội đen luôn. Mà cái phần gọng kính của nó cũng cực kỳ là đẹp luôn này. Đây là hàng Porter nha. Mọi người mua hàng sẽ được full hộp full khăn nha. Hộp của Porter là hộp này. Hộp của chiếc kính Porter là hộp này nha. Đây nè mọi người. Đây ha, riêng một tròng vuông, tròng này cực kỳ là đẹp luôn. Ok anh Hiếu, không sao. Huyền ơi, có kính nam nào cao cấp không? Kính nam cao cấp là Huyền vừa lên cho mọi người. Dòng cao cấp nhất bên Huyền là dòng 900 ngàn. Là dòng Plan này nhá. Dòng Plan này 900 livestream chỉ còn 450 nè. Dòng Plan này mã là 270 nha. 270 như mọi người, tròng kính của nó là tròng bolero chống trầy chống xước cho mọi người. Phần trong được tráng một lớp nano nhá. Dòng này là dòng đắt nhất bên Huyền, có giá là 900 ngàn. 900 livestream chỉ còn 3, còn 450. Mã của chiếc kính này là 270 nha. Mẫu này thì cực kỳ là đẹp rồi. Hộp của nó là hộp này. Đây nha chị ơi. Chị Túc có việc nên là chị Túc nghỉ mấy ngày, 3 ngày nhá. Thứ hai chị Túc lại lại. Em sẽ like trong vòng 3 ngày này nên là lên chơi với em nhá. Có. Rồi bạn nào chốt mẫu kính này thì comment cho Huyền nhá. Anh Toàn ơi, kính này á riêng về mẫu 270, anh Toàn lấy mẫu 270 hay là mẫu kính vuông? Kính vuông á, kính vuông bắt chơi này là 350, còn kính á Blan này á, kính này là 450, còn kính tròng vuông này á là 350 này anh Toàn. Anh Toàn lấy cái vuông này đi, nếu như anh Toàn thích vuông thì anh Toàn lấy cái này đi. Mã của chiếc kính này là 8819 này. Mã của chiếc kính này là 8819 nha, 350 ngàn.
cho anh xem livestream nhanh Toàn. Anh Toàn lấy cái này đi, viền cam kết cực kỳ là đẹp luôn, hộp của nó thì cực kỳ là sang này. Khi mà anh mua là anh sẽ được kiểm tra hàng nha, nên là anh yên tâm, hàng bên Huyền là đảm bảo chất lượng, bán hàng rất là lâu, uy tín cho mọi người luôn nha. Đây nha anh Toàn lấy cái này đi. Mà chiếc kính này là 270 nha, không đẹp thì không lấy tiền đúng không? Bảo vệ mắt cực kỳ là tốt, chống tia UV chống 400 cho anh luôn. Bưởi hả? Nhìn mà thấy thương mà chả thấy ai mua kính cho Huyền, chắc là ở Huyền hợp livestream này. Buồn quá buồn luôn. Anh Toàn gọi lại cái này không? Không là Huyền sẽ hợp livestream nha. Rồi bye bye mọi người nha.